Comment cả. Em anh yêu nhỉ? Trước em đang cho anh mượn điện thoại được một phút rồi. Đâu ông rủ sang đấy mà. Vâng, chào mừng các bạn đến với trận đấu giữa hai cầu thủ Minh Sơn và cầu thủ Trọng Hoàng. Vâng ạ, tôi vào bình luận thì trận đấu cũng đã gần hết được ván đầu tiên rồi. Và người đang dọn bàn là cầu thủ Trọng Hoàng, tức là Cu Tí của Hải Phòng. Vâng, xin chào 192 anh em đang xem. Một pha điều bị phải nói là không được đẹp lắm của cầu thủ Trọng Hoàng. Và giải pháp này có hai chọn lựa, đó là Cu Tí có thể chém luôn con 7 để thể hiện rằng mình là một cầu thủ có kỹ năng tuyệt vời. Xin chào Lê Mạnh Huy, xin chào Phạm Tuân. Vâng, anh em đang cổ vũ cho Tí Vỗ Hải Phòng. Vâng, sau bao nhiêu lâu mong đợi thì Tí Vỗ đã lên hình. Vâng, anh em Hải Phòng nhớ vào chia sẻ và nhớ nếu có Tí Vỗ vô địch giải này thì nhớ mua hết gậy cho tôi nhá. Chế đạn các bạn ạ. Vâng, bây giờ là một cơ hội dành cho Sơn Cu. Một con áp phê vào lúc 11 giờ chém con 7 và cái sang C qua khe 89 đậu ở đường đúng giữa bàn thì sẽ là vị trí đẹp nhất để kết thúc ván đầu tiên. Vâng, Tí cắt tiết Sơn Cu. Vâng, hơi bị khó cắt tiết Sơn Cu đấy các bạn ạ. Không hề đơn giản đâu. Xin chào bạn của tôi Trần Anh Đức nhé. Vâng, con bi này thì Sơn Cu đã tập hàng trăm lần rồi, cho nên là tỷ lệ trượt cái con bi này là vô cùng khó. Vâng, trừ phi là bị đen thôi. Và tiếp tục sẽ là một con trô con 8 lắp đít con bi 9. Chắc chắn cái con bi này Sơn Cu cũng tập hàng nghìn lần rồi, chứ chưa nói là trăm lần.
Vâng, buổi tối rồi, chúc tất cả có mọi người có một cái trận đấu vui vẻ, xem vui vẻ và buổi tối cũng vui vẻ luôn các bạn nhé. Vâng, chúng ta hãy cùng thưởng thức nốt một cái trận đấu cuối ngày hôm nay giữa hai cầu thủ Hà Nội và Hải Phòng. Một cơ hội đã bị Tí Vỗ bỏ phí rất là đáng tiếc. Và một cú chô quá hoàn hảo luôn của Sơn Cu luôn. Tỷ số quá xứng đáng cho Sơn Cu 1-0. Tận dụng rất là tốt cơ hội của Tí Vỗ. Quá hay Sơn Cu ơi. Vâng ạ, quá xứng đáng. Sơn Cu trước khi đi đấu cái giải này thì tôi có lên giao lưu một game với Sơn Cu và bị Sơn Cu dã cho 7-2. Vâng ạ. Và Sơn Cu tôi có nhắn rõ luôn rằng là ngày và tháng để mà ghi tạm vào cái gọi là sổ thu vặt. Vâng, Sơn Cu hiện nay đang cầm của tôi 5 lít. Xin chào bạn Dâu Anh, chúc mừng vùng 883. Vâng, anh em Hải Phòng toàn làm việc khó. Vâng, hôm nay vừa giờ này thì các bạn chắc chắn là đã đang ở nhà và chuẩn bị cơm nước rồi. Vâng ạ, bật điện thoại hoặc là bật tivi lên để xem nốt cái trận đấu cuối ngày hôm nay. Vâng, các cầu thủ top thì đương nhiên là không phải tham dự vòng đấu loại này rồi các bạn ạ. Vâng, xin chào bạn Vũ Văn Tùng và một con trô như ô tô đã kết thúc cái ván đấu. Vâng ạ, tôi vừa có một người chuyển khoản tiền bàn và bây giờ tôi sẽ check cái tin nhắn xem là số tiền chuyển như thế nào các bạn nhé. 20 triệu, vâng ạ, 56 triệu. Vâng, chưa rõ rằng là ai đang chuyển khoản. Vâng, một mã là 90 và một mã là 56. Vâng, đã nhận đủ tiền bàn của bạn Tuấn Anh. Vâng, ván phá của cơ thủ Sơn Cu. Vâng, sắp hình con một như đặt. Ngày hôm nay thì tôi vừa mới hoàn tất cái hồ sơ và ngày mai thì sẽ nộp xin cấp visa. Vâng ạ, nếu như không có gì thay đổi thì Tổng cục Thể dục Thể thao hôm nay đang đặt vé. Tôi sẽ đi Anh vào ngày mùng 4 tháng 4 và sẽ trở về vào ngày 11 tháng 4 các bạn ạ. Vâng ạ, anh Ngọc Sẹo vừa like luôn rồi. Anh Ngọc Sẹo chia sẻ clip đi ạ. Anh em Hải Phòng hãy chia sẻ clip và ủng hộ cho Tí Cu của Hải Phòng là Tí Vỗ. Vâng, không đeo khẩu trang có được đá không? Vâng, quy định của ban tổ chức là bắt buộc các cái cầu thủ sẽ phải thực hiện tuân thủ 5K. Nên bắt buộc là phải đeo khẩu trang để đá các bạn ạ. Vâng, Nguyễn Duy Quang tôi đã nói rồi mà. Và nhìn tôi đánh bia giỏi như thế thì trình độ bia, trình độ hát của tôi thì nó là chỉ đạt ở cái level dẻo tay thôi các bạn ạ. Rất khó để có thể thực hiện cho các bạn những cái bài hát. Vâng, mà nếu như mà thực hiện tay dẻo ở đây thì các bạn sẽ lại không xem được. Vâng, Sơn Cu đang tính toán rất kỹ để con cái đâu để đánh con B5 điều con B6. Vâng, ở trong cái ván dọn bàn thì liên tục các cái câu hỏi cần đặt ra là như vậy. Để cái đâu để đánh 5 điều 6 và tương tự như vậy là để cái đâu để đánh 6 điều 7. Vâng. Và tiếp tục là để cái đâu để đánh 7 điều 8 và để cái đâu để đánh 8 điều 9. Và để cái đâu thì là lắp đít con B9. Vâng, nếu như các bạn mà liên tục biết trả lời những cái câu hỏi dạng như vậy thì chắc chắn rằng là một cái ván 9B với các bạn dần dần sẽ hình thành một cái kỹ năng dọn bàn. Cái tư duy của các bạn sẽ đi trước một bước
và các bạn dọn bàn sẽ khẳng định là không còn cái vấn đề gì khó khăn. Wow, xin chào giai đẹp Trần Vũ Long. Vâng, vừa xác nhận là đã nhận 616 sao của Trần Vũ Long. Vâng, Trần Vũ Long đã không ăn mảnh. Được, anh em sống thế là còn được. Vâng ạ, đi hưởng gọi là thú vui ăn chơi nhảy múa trong Sài Gòn và tặng sao cho ông anh. Cảm ơn Trần Vũ Long rất là nhiều nhé. Vâng, Zichenko nói ít thôi. Trận đấu này thì không có chấp các bạn ạ. Vâng, không nhầm thì là... Vâng, vẫn còn má các bạn ạ. Vừa tôi vừa nghiêng màn hình đi. Nhìn thì con B6 này vẫn còn má. Vâng, xin chào Trọng Mão. Vâng, chào bạn Trái Tim Bên Lề. Bạn thể hiện giọng hát của Bằng Kiều cho tôi xem phát ạ. Vâng, Tiến Vũ riêng nói về khoản hát karaoke thì tay tôi dẻo nhất quả đất. Các bạn nhìn tôi đánh PA thì biết. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chờ đợi Sơn Cu thực hiện. Vâng ạ, à, con 6 đã vào lỗ. Và bây giờ chỉ còn là tất cả các con bi đều nằm ở cửa chì. Chích nhẹ con 7 lại một tí, sau đó thì cắm hự con bi 8 lắp đích con bi 9. Tỷ số là 2-0 cho cơ thủ Sơn Cu. Vâng ạ, à, tí vổ rất tiếc là có cơ hội ở ván đầu tiên nhưng không thực hiện được. Và bây giờ thì Sơn Cu đang đứng trước một cơ hội dẫn 2-0. Vâng ạ, à, Sơn Cu thắng anh 7-2 là Sơn Cu đánh đồng. Vâng, yên tâm, tôi đã ghi vào sổ nợ rồi, sổ nợ thù vặt, cho nên là chắc chắn là sau cái giải đấu này Sơn Cu có giành giải nhất về thì cũng sẽ tôi sẽ cầm gậy lên để phục thù. Vâng, bạn Đảm Lượng, Chí Được Cái nói đúng. Vâng ạ, hát karaoke phải nói với các bạn là một trong những cái bộ môn thể thao mà bổ trợ cho tay dẻo để tập luyện bia rất là phù hợp các bạn nhé. Vâng ạ, nếu như anh em mà tay mà bị cứng ấy, đi hát karaoke thì chắc chắn tay sẽ dẻo ra rất là nhiều. Nó là một trong những bài tập bổ trợ rất là hay, anh em nhớ lưu ý nhé, nốt vào trong. Khi nào mà cứng tay thì nên đi hát karaoke. Vâng, bạn Trọng Mã có hỏi là tại sao dạo này em đánh cứ bị tay lại. Lại tay là như thế nào nhỉ bạn nhỉ? Vâng, bị lại tay thì có nghĩa là bị không trượt bi đúng không các bạn? Không. Chìa khóa tầng 1. Tỷ số là 2-0 cho cơ thủ Sơn Cu. Vâng, rất xứng đáng, tận dụng tốt hai cơ hội của mình và không có sai sót. Vâng, tí vổ đã có cơ hội đầu tiên. Tuy nhiên thì điều con bi 6 ra con bi 7 thật ra rất là lỡ ngỡ. Vâng, tí vũ cần phải học lại về những cái kiến thức cơ bản. Vâng ạ, không thể để những cái sai sót đấy xảy ra được. Vâng, giải vòng loại năm sau tí vũ rút kinh nghiệm nhá. Vâng. Là một cơ hội dành cho tí vổ để mà rút ngắn tỷ số. Vâng, hình như là ván đầu tiên tí vổ cũng phá và suýt đi dàn lao. Vâng, đánh được đến 6. Và sau đó thì còn 7 thì chạy đạn và Sơn Cu cắt tiết. Vâng, bạn Trọng Mão hãy cụ thể lại cho anh xem rằng là cái bị lại tay của em nghĩa là như thế nào nhỉ? Vâng, quá đen các bạn ơi. Không nhìn thấy con bi 1. Vâng, chắc chắn sẽ là một cú đánh an toàn rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng xét xem nào. Vâng, Bia chúng ta bây giờ chơi trò xét xem nếu như A bằng con 1 thì có cái ly nào bắt đuôi lại à, hoặc là gây khó khăn cho Sơn Cu không. Tí vẩu hay tí vô hổ thì cũng như nhau các bạn ạ. Vâng, con này nếu như móc con bi 1. Vâng, nếu mà có góc độ cắm thì hoàn toàn có thể con cái sẽ dội về phía đít con bi 4 và bắt đuôi. Tuy nhiên là nhìn ở cái góc độ này rất là khó.
Wow, hay quá các bạn ơi. Vâng ạ, quả là một quyết định mà mang tính chất gọi là quyết đoán của cầu thủ Tý Vổ. Và không hiểu sao con một nó lại chạy ra được đuôi ở đây, không biết là có nằm trong dự tính của Tý Vổ hay không, nhưng mà cũng là một cú đánh rất là thành công. Vâng, chúc mừng Tý Vổ. Và bây giờ là một khó khăn cho cầu thủ Sơn Cu rồi. Sơn Cu đang tính đến một phương án, đó là mắt C hay là sút T áp phê. Vâng, rất là khó để có thể thực hiện được một cú đánh ăn con bi trong tình huống này. Vâng, Sơn Cu thì đang sử dụng cái gậy sút T của Fury. Không cầm. Thanh khóa, nhưng anh trong chìa khóa thì là bằng con chùm chìa khóa xe của anh. Anh không cầm đúng không? Ừ. Vâng, cùng xem Sơn Cu thể hiện con sút T này như thế nào các bạn nhé. Vâng, hôm nay mùng 8 tháng 3 thì anh em tặng quà cho vợ mình như thế nào nhỉ? Anh em hãy comment xem rằng là anh em đã tặng những cái gì để làm cho vợ mình vui. Và hôm nay tôi đã nghe về rất là nhiều những cái món quà ý nghĩa trong ngày mùng 8 tháng 3. Vâng, có người thì đan hoa thành một đan tiền thành một bó hoa. Vâng, có người thì tặng cho vợ một con số. Vâng, 83 triệu và có rất nhiều những cái món quà ý nghĩa khác. Và không biết thì anh em ngồi ở đang xem phần live stream này thì chúng ta tặng những cái gì cho vợ và cho bạn gái mình nhỉ? Vâng, một cú sút T thành công. Và bây giờ là một cơ hội cho Tý Vổ thực hiện một ván dọn bàn rút ngắn tỷ số. Vâng, bài toán bây giờ sẽ là trô nhẹ con bi 1 lại nằm ở giữa khe 7 và 9. Vâng ạ, một cú chích nhẹ lại. Vâng, nếu như mà cố áp phê để kéo con bi cái về thì nhiều khi rằng lại là không đẹp. Vâng, chỉ cần bấm nhẹ con 1 cái ở nằm khe 7, 9 thôi. Em tặng vợ hoa súng. Vâng, cũng là một phương án thể hiện kỹ thuật quá tốt. Vâng, ở Hải Phòng, anh em đầu cầu Hải Phòng thông báo cho tôi một cái tin rằng là ở Hải Phòng dạo này tối nay tình trạng nhà nghỉ mọi năm thì mùng 8 tháng 3 này có cần phải đặt trước không ạ các bạn? Đàm lượng nằm lai cả ngày, vợ đang dỗi. Vâng, và tối nay thì chắc chắn là có một món quà dành cho vợ thì chắc chắn là vợ lại hết dỗi ngay. Ô, hôm nay đánh con 96 và 69 nó không về à? Vâng, chính tỏ rằng là dự đoán của tôi không được chuẩn lắm. Vâng, tôi không hợp với môn này gọi là 7 giờ lắm. Vâng, thay đầu cơ bây giờ có loại nào tầm dưới 3 lít không? Có bạn Nguyễn Công Thành. Vâng, bạn cầm qua 139 lò đúc bạn nhé. Vâng, cơ hội dành cho Tý Vổ. Vâng, các bạn biết không, ở trong những cái trận đấu giải đấu như thế này nhá, nhiều khi dẫn trước nó lại là rất là áp lực. Tối nay anh em Hải Phòng đi bão hết. Vâng, anh em Hải Phòng đã đặt nhà nghỉ trước chưa ạ? Giờ này mà đặt thì chắc chắn là muộn đấy ạ, làm gì còn phòng cho anh em bão nữa. Vâng, chém thôi. Con cái sẽ va đầu con 7 chắc chắn rồi. Và Tý Vổ sẽ chọn đường như thế nào? Ăn va mỏng con 7 thì sẽ có đường điều đẹp. Vâng, nếu như va má trên con 7 thì rất dễ khoai và có ly chết cái ở lỗ góc. Vâng, một cú đánh không va đầu con 7. Nào, con cái. Wow. Vâng ạ, một cú đánh mà nhét cả hai con bi vào cùng một lỗ luôn. Vâng ạ, quá là hay luôn Tý Vổ ơi. Vâng, và cơ hội rất là lớn cho Sơn Cu nâng tỷ số lên 3-0. Chém hay quá, tuy nhiên con bi cái cũng hay luôn. Vâng, nhưng mà hay cho Sơn Cu các bạn ạ. Vâng, không phải đen đâu mà là quá đen.
Vâng, xíu ngày mai mới đánh hay sao ấy các bạn ơi. Vâng, hình bi này chắc chắn là không còn gì để đánh nữa rồi. À, đây là một trong những cái trận đấu để tranh vào 32 người. Vâng ạ, sau trận đấu này thì nếu ai mà giành tiếp một trận đấu thắng nữa thì sẽ có mặt trong vòng 16 và chắc chắn là sẽ có mặt trong vòng tháng 7 để đánh vòng chung kết. Vâng, chỉ còn con 9 nữa thôi, lại còn thuận cả tay nữa thì là quá đỏ cho Sơn Cù. Vâng, xin phép các bạn, chắc là tôi sẽ phải dành ít phút để lót ra. Xếu ánh thì nó gọi là hot TikTok rồi. Vâng, quá hot luôn. Vâng, mỗi lần xếu lên hình thì các bạn biết là cái độ hot của xếu như thế nào rồi đấy ạ. Toàn 3-4.000 lượt view, 3-4.000 mắt xem các bạn. Xuân Nghệ An thì cũng không biết được các bạn ạ. Vâng, Xuân Nghệ An đánh như thế nào nhỉ, kỹ thuật viên Long nhỉ? Vâng ạ. Vâng, anh em Hải Phòng, anh em Đồ Sơn, tất cả anh em khu vực Hải Phòng 15-16 vào cổ vũ cho Tí Vổ đi ạ. Trọng tài không thèm lên tỷ số luôn. Vâng ạ, nếu ngày mai mà xíu chắc chắn là bọn tôi sẽ dành cái quyền để líp cái trận của xíu. Không điều được thì gọi là đen. Thực ra ở góc độ nào đấy thì gọi là đen, nhưng mà ở level chuyên nghiệp thì người ta gọi là kém. Vâng, không kiểm soát được là kém các bạn ạ. Vâng ạ, kém ở cái tình huống không phải ra con cắt con 5 đấy, mà là kém ở tình huống điều ra con bi 5 đấy. Vâng, tỷ số mới là 3-0 thôi các bạn ơi. Vâng, Thành Mắm, thôi ạ, không cần phải kéo mắt đâu. Vâng, phải nói là Sơn Cu có cú phá quá hay các bạn. Điều con bi một luôn. Vâng, hình bi này thì chỉ duy nhất có một cái tình huống con 3 ra con 4, làm như thế nào để có má để điều con bi 6 đẹp nhất thôi. Vâng, hướng cái con bi cái để mà điều ra con bi 6 đó là hướng con bi 7. Vâng, bài toán đó là phải lấy má trên của con 3, sau đó thì đẩy một băng con 3 để con cái về hướng con bi 7 các bạn ạ. Ô, xin lỗi tôi nhầm, đây là Tí Vổ phá. Vâng, có tí nhầm lẫn. Xin chào Hưng Vi Hùng. Vâng ạ, lỗi má rồi các bạn ạ. Nếu con bi này để mà ra con bi 5 thì rất là nặng và phải sử dụng một kỹ thuật trô. Vâng, mình không biết huấn bổng bạn ơi. Có thể là đến mua gậy rồi đấy, nhưng mà rất là nhiều anh em mua gậy mình cũng không nhớ hết tên. À, Sơn Cu phá thiếu bếp à? Vâng, lại thiếu lực rồi Tí Vổ. Vâng ạ, một tình huống lúc nãy mà điều cái con bi 6 ra con bi 7 cũng bị như vậy, và bây giờ lại tiếp tục là một sai lầm đấy nữa. Vâng, chắc là phải xin phép anh em một chút, hôm qua thì vừa ăn vừa bình luận, nhưng hôm nay thì mình có một cái gì phải về nhà ăn với vợ, cho nên là xin phép các bạn mình nhường quyền bình luận cho bạn kỹ thuật Long một chút nhé. Long sẽ tiếp chuyện các bạn. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong vòng tầm khoảng 15 phút nữa. Vâng, chúc các bạn xem vui vẻ. Vâng, mình sẽ quay lại sớm thôi ạ. Wow, mình vừa nhìn qua được rất là nhiều sao của anh em tặng. Vâng, Trần Vũ Long. Vâng, Trần Vũ Long là đại gia nào mà tặng rất là nhiều sao như này nhỉ? 1.196 sao.
nay thì vừa bình luận vừa ăn. Vâng, thôi xin phép các bạn, như thế thì mất lịch sự lắm các bạn ạ. Thôi để xin phép các bạn tầm khoảng mình ăn chỉ nhanh thôi, tầm khoảng 20 phút thôi là mình sẽ xong, là vào mình sẽ lại bình luận phục vụ các bạn. Được rồi, thôi để nốt ván này nha, mình sẽ đọc tình huống ván này phát nha. Con này thì sẽ cu lê áp phía phải và hướng 1:30, điều con B6. Vâng, có một tình huống nữa để chắc đạn thì tí vổ có thể chọn đường cắm áp phê một băng luôn, kéo thẳng con B5 cái đập một băng xả ra và sau đó thì rút một băng con B6 về giữa bàn. Vâng ạ, một quyết định quá đúng đắn của tí vổ. Và bài toán bây giờ là ép nhẹ con B6 cái qua mặt con B9 một tí, sau đó oánh con B7 xả KZ 2 băng. Vâng, bài toán còn lại là chỉ đủn nhẹ con B8 lắp đít con B9 lỗ 10. Vâng, Minh Sơn chính là Sơn Cu đấy các bạn. Vâng ạ, hot boy TikTok. Vâng ạ, tí vổ đánh cái gì vậy ta? Vâng, có vẻ như là áp lực khiến cho tí vổ đã không vượt qua được con bi số 6. Vâng ạ, ván trước cũng vậy và ván này cũng y chang. Hay là phải để lên 5-0 mới đánh đây hả tí vổ ơi? Vâng ạ, nhường quyền bình luận lại cho Long một tí các bạn. Mình xin phép các bạn một chút nhé các bạn nhé. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong một ít phút nữa. Thank you.
Hôm qua
Nhất.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe
Yeah.
Làm bên kia.
Đạt không được. Tao tay cái gì để vợ ta ví dụ bảo không có tiền. Vâng ạ, à, tiếp tục trở lại với trận đấu. Chào tất cả các anh em đang xem phần live stream của Magic. Vâng, tỷ số hiện nay lại đã là 7-2 nghiêng về Sơn Cu rồi. Không biết còn cái cơ hội nào dành cho Tí Vỗ không? Vâng ạ. Là trận đấu gần như là cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Sau trận ngày hôm nay sẽ có một trận rất là hot. Vâng, anh em tí nữa sẽ xem trận cuối cùng này và chúng ta sẽ kết thúc của cái buổi live stream ngày hôm nay bằng một trận rất là hot của cơ thủ Hoàng Quân các bạn nhé. Vâng, xin chào anh Phạm. Vâng, chào cậu Rời. Vâng, vừa rồi thì mình xin phép vừa ra làm bát cơm. Thực sự là các bạn là mọi khi thì bình luận tại shop thì còn vừa mồm vừa bỏm bẻ vừa nói chuyện với các bạn được. Nhưng hôm nay mùng 8 tháng 3, vâng ạ, tặng tiền cho vợ thôi chưa đủ các bạn ạ, còn phải đưa đi ăn. Vâng, cơ hội cho Sơn Cu tăng tỷ số lên 7-3. Vâng, chào 210 anh em đang xem. Xin chào Nguyễn Trọng Long, không bao giờ bỏ anh em được, mà chỉ là tạm sai anh em một tí thôi. Vâng ạ, mùng 8 tháng 3 cái gì chứ cứ riêng vợ con là cứ phải ưu tiên trước các bạn ạ. Để cho gia đình hạnh phúc nó dài lâu. Vâng ạ, không, không quên anh em được đâu. Mình còn một trận cuối cùng tí nữa, đó là sau cái loạt trận này là còn trận của anh Đỗ Hoàng Quân. Vâng, mọi người tí nữa nhớ đón xem nốt trận đấy nhé các bạn nhé. Vâng, Sơn Cu đang thực hiện những cái màn gọi là kết thúc ván đấu để mà tăng cái tỷ số lên. Vâng ạ, xin chào Quang Nguyễn, mình ở Yên Lập bạn ơi. Vâng ạ, nghe đồn rằng idol Dũng Baby thì sử dụng con gậy Becarut là gậy phá và phang một đối thủ gọi là Đức 91. Vâng ạ, vâng, rất là đáng gờm các bạn. Vâng ạ, khi tổng tỷ số đến 9 ván thì khi đấy thì hai cơ thủ có quyền nghỉ giải lao. Vâng, và 5 phút giải lao, và sau 5 phút giải lao thì hai cầu thủ lại tiếp tục chiến đấu và không còn quyền nghỉ giải lao nữa các bạn. Nếu như anh em mà có bị nhịn tiểu thì đến lúc đấy buộc sẽ phải cố đánh hết đến khi nào tổng tỷ số là 9 ván thì anh em mới có thể được nghỉ bạn ạ. Chính xác, đúng rồi các bạn, chung hit.
Vâng, xin chào 257 anh em đang xem. Vâng, những trận cuối cùng rồi. Và cũng là những cái chặt cuối cùng của Sơn Cu. Không biết là có còn cơ hội cho Tý Vổ không? Hôm nay một ngày thực sự rằng là cái sự thể hiện của Tý Vổ không được tốt một tí nào. Xin chào Sơn Ngáo. Vâng, anh em đừng có lại búp mắt lên đến tận 2.500 mắt xem nhá. Nó lại bị vô lý quá bạn ạ. Vâng, giải đấu này thì là loại trực tiếp, cho nên là không có cơ hội cho thứ hai cho người thua các bạn ạ. Kéo lỗ 10 thì không còn suất nào rồi Man Bro Vũ. Vâng, 99,9% tỷ số sẽ là 8-2 các bạn ơi. Vâng, xin chào Quang Nguyễn, nếu như có cơ hội thì vâng ạ, đúng rồi, nếu bạn qua được Yên Lập thì hãy ghé vào nhà tôi chơi các bạn nhé. Vâng, ngay gần cây xăng mới ạ. Vâng, sau trận này các bạn nhớ quay lại để đón xem tiếp trận đấu giữa Hoàng Quân và cơ thủ Hoàng Quân. Tỷ số hiện nay đang là 8-2 rồi các bạn ơi. Không biết cơ hội nào cho Tý Vổ. Tuy nhiên rằng một lời khuyên vẫn dành cho Tý Vổ, đó là Tý Vổ hãy vẫn cứ tiếp tục tích cực. Và hoàn toàn đã có rất nhiều những cái trận đấu trong lịch sử 8-2 vẫn bật bình thường các bạn nhé. Sơn Cu thì hình như có ăn lương chuyên nghiệp rồi sao các bạn ạ? Trận kết quả của Tuấn Lê Hà Tĩnh thì mình lại cũng không nắm được các bạn ạ. Vâng, cảm ơn Khương Sứt rất là nhiều. Vâng, trận đấu này thì cũng chỉ còn có vài bi nữa thôi. Vâng, Sơn Cu sẽ xử lý cái màn đấu này như thế nào? Có hời hợt không? Hay là sẽ quyết tâm để kết thúc trận đấu? Vâng, bài toán bây giờ là Sơn Cu sẽ cu lê một con, cu lê một băng, áp phê bên phải, đưa con cái qua chỗ khe 5-6. Và sau đó thì rút con 6 một băng, lấy má ngoài con 5. Lấy má ngoài con 6, sau đó ép con 6 vào phía gần băng, rút một băng, lắp đít con 8 và con 9. Vâng, kết thúc trận đấu. Vâng, kịch bản ván này đúng như tôi dự đoán thì là như vậy, và tôi đã thiết kế như vậy. Đỗ Tiến Sơn. Vâng ạ, hoan nghênh các bạn qua 139 Lò Đúc. Có nhiều thứ ở 139 Lò Đúc để cho các bạn trải nghiệm. Thứ nhất là giao lưu với tôi, thứ hai là học hỏi bia, và thứ ba là cơ hội trải nghiệm những cái sản phẩm mà Zig Miraz Shop phân phối, ví dụ như Bàn A Plus. Vâng ạ, các bạn hãy nên trực tiếp trải nghiệm để đưa ra những cái cảm nhận chính xác nhất của mình các bạn. Chứ câu chuyện nhiều khi các bạn nghe quảng cáo thì cũng không biết là nào một lần đâu ạ. Sản phẩm của ai thì người ta cũng sẽ cố gắng nói tốt. Vâng, cơ hội cho Tý Vổ. Sau trận đấu này thì sẽ là một trận đấu của Hoàng Quân. Ủa, thế sau trận đấu này thì anh em không có bận đưa người yêu đi chơi à? Anh em đã đặt khách sạn chưa nhỉ? Vâng, anh em nào đặt thì đặt sớm đi, không đến buổi đêm này là chắc chắn là sẽ không còn phòng đâu các bạn ạ.
Ngày hôm nay giá phòng thì các bạn phải chấp nhận một cái điều, đó là giá tăng dựng đứng có thể là lên đến tận gấp đôi. Tuy nhiên là cho dù có gấp đôi hay gấp nhiều lần chăng nữa thì các bạn cũng phải đặt ngay từ bây giờ hoặc đặt từ hôm qua đi mới hy vọng là có phòng để cho các bạn. Và bài toán bây giờ sẽ chỉ còn có 3 bì nữa. Có vẻ là tí bổ sẽ tháo gậy luôn, không cần phải đánh. Vâng ạ, một ngày thực sự là tồi tệ của tí bổ. Vâng, cái này không phải kinh nghiệm đâu mà là anh em tôi ở phòng tập có hàng trăm bạn ấy. Vâng, năm nào cũng nghe bao nhiêu câu chuyện về ngày 8 tháng 3. Làm sao mà tôi không biết các bạn. Còn tôi bây giờ vợ con rồi, 8 tháng 3 thì vẫn đang ở nhà đấy các bạn. Và đang phần vẫn clip để tiếp chuyện các bạn. Vâng, ngày hôm nay là một ngày thi đấu thật sự là không thành công. Và cái sự thể hiện của tí vổ ngày hôm nay cũng rất là không thành công. Vâng ạ, chúc cho tí vổ sẽ có những cái màn thể hiện tốt hơn ở nội dung pool 10 bi. Và hẹn gặp lại tí vổ vào trong giải pool 9 bi vô địch quốc gia 2023 vào tháng 3 năm sau các bạn nhé. Vâng, xin chào Dương Hùng. Vâng ạ, chả còn gì để đánh nữa đâu. Tháo gậy, bắt tay. Vâng ạ, xin chúc mừng Sơn Cu. Và chỉ cần một chiến thắng nữa thôi, Sơn Cu sẽ có mặt trong vòng chung kết, sẽ diễn ra vào tháng 7. Vâng ạ, vào 16 người để tham dự cái vòng chung kết. Vâng, xin cảm ơn anh em. Và chúc cho tí vổ sẽ có những màn thể hiện tốt hơn ở nội dung 10 bi. Và chúc cho anh em và chúc cho chị em có một ngày 8 tháng 3 thật là tuyệt vời. Vâng ạ, chúc anh em không bị hết phòng và vẫn còn phòng để cho anh em mình nghỉ ngơi ngày 8 tháng 3. Vâng ạ, hy vọng là giá phòng cũng sẽ không thay đổi. Vâng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho phần phát của Magic Billiard Shop. Vâng, hẹn gặp lại các bạn trong vòng tầm khoảng 15 đến 20 phút nữa là một trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay của cơ thủ Đỗ Hoàng Quân. Chắc chắn sẽ là một trận đấu cực kỳ hot đấy các bạn ạ. Vâng, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.